Ngủ chung với ma là một trải nghiệm như thế nào? Mình không bao giờ muốn trải qua cái điều đó một lần nào nữa. Bạn nào mà không tin á thì nghe hết cái video này rồi làm theo thử coi, coi có gặp không nha. Năm 2019 á, mình có xin làm tại một cái cửa hàng bán điện thoại. Cái cửa hàng đó nó nằm ngay một cái bùng binh rẽ tới 8 hướng lận. Cái bùng binh đó là thường xuyên xảy ra tai nạn luôn. Dường như là không có tuần nào mà nó không xảy ra tai nạn. Thậm chí nha là những cái am á, xây xung quanh cái bùng binh đó nó còn nhiều hơn cái số nhân viên trong cửa hàng mình nữa. Cửa hàng mình á, có thuê một cái chú bảo vệ làm từ sáng tới chiều luôn. Thậm chí á, là còn trả tiền cho chú đó để ngủ lại đêm luôn. Tại vì nhà của chú đó là ở dưới quê và chú lên đây á, để làm bảo vệ. Nên nó là cho chú ngủ lại, trả tiền cho chú luôn. Chú vừa có được việc làm mà chú vừa đỡ tốn tiền ở trọ luôn. Thì chú làm tầm cỡ 2-3 tháng á, thì chú mới nói với quản lý là chú xin nghỉ. Chú nói là ở dưới quê chú á, là có việc nên chú không có làm được nữa. Thì mình nghe như vậy thì mình chỉ biết là như vậy thôi. Cái vấn đề tìm bảo vệ thì nó cũng đơn giản, nhưng á mà trong cái quá trình mà không có bảo vệ thì ai á là cái người sẽ ngủ lại đêm tại cửa hàng? Tại vì cửa hàng điện thoại á là mọi người biết là bắt buộc là phải có người trực ngủ lại. Mấy phút sau á thì có cái anh nhân viên kỹ thuật á chuyên sửa điện thoại thì ảnh mới kêu là thôi á, nhà ảnh cũng xa, thôi thì để ảnh ngủ lại luôn đi rồi buổi sáng ảnh đi làm. Thì tất nhiên á là mọi người rất là vui mừng và đồng ý luôn, tại vì đâu có ai mà muốn ngủ lại đêm tại cửa hàng đâu mọi người. Về nhà mình ngủ phải sướng hơn không? Thì tụi mình lâu lâu khi mà đi làm á thì có hỏi giỡn ảnh là anh ơi anh ngủ lại ở đây có được không, rồi anh có gặp ma hay không, rồi có chuyện gì xảy ra hay không. Thì ảnh cũng nửa nói nửa đùa thì ảnh kêu là có nhiều lắm em, trời tối nào anh cũng gặp luôn, nó đè anh hoài luôn. Mà ảnh vừa nói vừa cười thì tụi mình cũng đinh ninh trong đầu là ảnh chỉ nói giỡn thôi. Cái tính của ảnh á khi mà làm việc á ảnh cũng hay đùa lắm. Cho đến một ngày anh kỹ thuật đó ảnh mới nói á là nhà anh có việc nên là anh sẽ không ngủ lại đêm được cái ngày hôm đó. Thì quản lý mình mới kêu là vậy thôi chắc kêu thằng Nam á nó ngủ lại đi, tại vì dù sao nhà nó cũng gần. May phước sáu là con nhân viên bán hàng nó tên là Dung, cái con trong cái chuyện trước của mình á, là nó kêu là thôi á để nó ngủ lại chung với mình luôn, buổi tối hai đứa hát karaoke hoặc là đánh liên quân gì đó xong rồi hai đứa ngủ lại rồi tiện thể sáng đi làm luôn. Thì mình nghe là mình mừng lắm, có đứa ngủ lại chung vui mà. Thì sau cái ngày làm việc ngày hôm đó, hai đứa sau khi mà dọn vệ sinh cá nhân xong á thì mới trải nệm ra rồi trải mền để mà chuẩn bị đi ngủ. Mới họ ngồi tám chuyện rồi chơi game các kiểu tới 11, 12 giờ đêm thì con Dung nó mới kêu là thôi ngủ đi, sáng mai mình còn đi làm nữa. Thì con Dung á nó nằm phía bên phải, mình nằm phía bên trái. Con Dung nó mới lấy một cái gối ôm dài á nó chắn ở giữa hai đứa mình, tại vì xét cho cùng á thì mình cũng là con trai mà con Dung nó cũng là con gái, hai đứa mà ngủ chung giường á thì cũng phải có một cái gì đó ngăn cách. Dung nó nói với mình á là thôi tắt máy lạnh nha, tại vì buổi tối ở đây á nó lạnh lắm, rồi để máy lạnh hồi hai đứa mình mà ngủ quên á thì không ai tắt máy lạnh á thì sáng ngủ dậy là cả hai đứa sẽ bị đau họng á rồi không có tư vấn bán hàng được. Thì Dung nó mới tắt máy lạnh. Con Dung á thì nó kêu là nó ngủ trước đây, mình thì vẫn còn ngồi bấm điện thoại. Con Dung á nó xoay cái mặt vô bên tường hướng bên phải thì mình cũng nằm nghiêng qua bên phải mình bấm điện thoại như vậy nè. Cái một hồi sau á mình mỏi quá mình mới xoay qua hướng bên trái mình bấm thì bỗng nhiên cái cơn buồn ngủ nó tới, cái mình mở mắt không nổi luôn. Mình mới kêu ủa gì kỳ vậy ta, bình thường tất tới hả 2-3 giờ sáng là bình thường, làm gì bữa nay tự nhiên hả buồn ngủ bất chợt như vậy, sáng giờ đâu có làm gì đâu mà mệt. Mình mới bỏ cái điện thoại xuống mình mới nằm thì mắt của mình á vẫn chưa nhắm hoàn toàn nha, vẫn còn hí để nhìn thấy ở bên ngoài nha. Thì mình bỗng thấy nghe tiếng bước chân thì mình mới nhìn á thì mình mới thấy á từ cái phía trên đầu của mình á thì có cái chân bước ngang qua trên mặt mình luôn. Thì mình mới nghĩ là à chắc là con Dung nó đi vệ sinh. Thì nó bắt đầu nó đi từ hướng cái đầu của mình đi dần 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 xuống cái chân. Cái lúc đó mình cũng thắc mắc nha là tại sao cái chân của con Dung bữa nay nó đen dữ vậy ta, bộ mấy ngày rồi nó không tắm không chà chân hay sao mà chân thấy đen thui lùi lùi à, đã vậy còn thấy chốc 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 nữa. Tự nhiên máy lạnh nó bật lên, nó phà hơi lạnh xuống. Thì mình mới nói ủa con Dung nó mới nói là tắt máy lạnh mà sao tự nhiên bây giờ nó bật máy lạnh vậy ta. Bạn nào mà hay nằm nệm thì sẽ biết, nếu mà mình đang nằm á mà có người bước lên cái nệm á là mình sẽ cảm nhận được, tại vì nó có độ lún đằng sau. Mình cảm nhận rõ ràng luôn là có những cái bước chân bắt đầu bước từ cái hướng phía chân của mình á, bắt đầu đi lên đi lên đi lên trên cái nệm. Thấy mình mới nghĩ là con Dung nó mới bước ra mà sao nó bước vô nhanh dữ vậy ta. Đó là người mình cảm thấy mình hơi cứng cứng rồi và mình rất là buồn ngủ luôn, mình không thể nào mà xoay người qua được nữa. Mình cảm nhận rõ ràng nha là có người đang nằm xuống kế bên mình luôn. Thì lúc đó mình không có sợ, mình nghĩ là con Dung. Phía sau lưng mình nha có một người choàng tay qua ôm mình,
Thì mình cũng nghĩ đó là con Dung thôi. Nhưng mà chỉ có điều là sao tay của con Dung nó lạnh dữ vậy ta, mà cảm giác nó rất là thô ráp, mà mình không thể nào mà mình xoay qua mình nhìn được luôn. Phía mang tai của mình nha, cái hơi lạnh nó bắt đầu truyền 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 vô trong cái, mình nghe những cái tiếng mà xì xào xì xào xì xào nhỏ nhỏ trong cái lỗ tai mình mà mình không nghe rõ thành lời. Rồi bỗng mình giật mình mở mắt ra, trời sáng, điên không tả nổi, không lẽ mình nằm mơ. Mình quay qua mình tính đập con Dung, kêu nó dậy, hỏi tối qua nó làm gì. Mình nhận ra là nguyên một cái cánh tay bên tay phải của mình vậy nè, nó bị bầm đen luôn. Con Dung á thì nó vẫn còn nằm ngủ ngon lành, trời tức ghê luôn. Mình mới nắm đầu con Dung mình lôi dậy, mình nói là tối hôm qua mày làm gì mà mày ngủ mà mày đè lên cánh tay tao, mà bây giờ tay tao họ nó bầm tím như vậy nè. Dung nó cũng mới ngủ dậy, nó cũng bực mình, nó kêu là tối hôm qua tao nằm có một góc à, thì tao ôm mày tao đè mày bằng cách nào mà tay mày mày bầm, mày đổ thừa cho tao. Cái mình thấy cũng hợp lý, cái mình mới hỏi nó là ủa tối hôm qua mày có đứng dậy mày bật máy lạnh hay là mày đi vệ sinh gì không? Thì con Dung nó kêu là không, tối hôm qua tao ngủ một giấc tới sáng mà, tao đâu có đi vệ sinh hay bật máy lạnh gì đâu, đau họng muốn chết à. Xong hai đứa đứng hình nhìn nhau một tí, nó mới quay qua nó nhìn, thì nó trời ơi, con nó làm giật cả mình luôn á. Nó mới hỏi mình là tại sao cái đôi dép của mày á, mày lại để cái mũi của đôi dép nó hướng vô trong giường vậy? Thì tao đâu có biết đâu, tao đi vô trong nệm á, thì tao để đôi dép ngay đó là tao leo nệm tao nằm thôi. Dung nó mới nói á, người ta bảo rằng á là nếu như á, mà đôi dép của mình á mà hướng vào trong giường á, có nghĩa là mình đang mời người âm vào nằm chung với mình. Trời ơi, lần đầu tiên mình biết được cái điều đó luôn á. Và tối hôm qua cái người mà nằm ngủ ôm mình là ai? Và ngày hôm đó là mình với Dung là xin nghỉ làm luôn. Từ đó mình học ra được một điều nha, là khi mà bạn ngủ ở bất cứ một cái chỗ lạ nào đó là đừng bao giờ để cái đôi dép đó nó hướng vào trong giường hay là nệm của mình. Có người âm tới đó.